video hướng dẫn canh clip cân tính tiền kiếp 2 con chống nước. Rồi mở nguồn, nhấn giữ 3 giây. Rồi khi màn hình về 0, nhập bát 9, 5, 8, nhấn phím T. Canh 0, nhấn phím 1, nhấn T. Rồi cân hiện canh 2, đập bãi lên. Mình có bao nhiêu ký thì mình đặt lên ha, ký nào mình biết trước, ví dụ một quả hào 10 ký như này ha. Rồi nhấn phím T. Rồi nhập lại số ký quả đó, ví dụ 10 ký thì nhập 1, 0, 0, 0, 3 số lẻ ha. Nhấn phím T. Cái này là can 4 là mức ký tối đa của mình 30 ký ha. Nhấn phím T. Cái này 5 là 3 số lẻ phía sau, ví dụ như là 10 ký 5 gram thì sau dấu chấm nó sẽ là 3 số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm tới hàng nghìn ha, là 30.000, phía sau nó sẽ nhảy 50. Rồi nhóm phím T. Hiện tại mình đang để là bước nhảy của mình là 2 gram thì mình giờ mình chuyển qua con bán hàng ở môi trường ở ngoài, gió dao động mình sử dụng 5 gram, mình nhóm phím số 5. Rồi mình nhóm phím T ha. Rồi con hiện nhận giá trị 10 ký, đúng quả trên con 10 ký. Số đuôi sẽ nhảy 5, 10, 5, 10, số đuôi này ha. Ok.